Trong chương trình hôm nay, ban biên tập xin phép được giới thiệu đến quý vị bài viết của tác giả Nguyễn Thị Trà. Bạn đã chia sẻ câu chuyện về ba của mình. Ba của bạn bị tai nạn lao động, khiếm khuyết về cánh tay. Nhưng tình yêu thương dành cho con vô cùng lớn lao thưa quý vị. Ba sẵn sàng hy sinh cho con tất cả. Chỉ mong muốn là được nhìn thấy con của mình mạnh khỏe và hạnh phúc. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết được mang tên Mặt trời của con. Mặt trời của con. Mùa đông giá rét ngoài trời, ba đi đánh cá, áo tơi che mình. Khổ đời cuộc sống mưu sinh, đè vai nặng gánh một mình ba thôi. Đọc những câu thơ của tác giả Dũng Bùi trong bài Nhớ ba ngày ấy, nó thấy giống như đang viết về cuộc đời của ba con nó, làm nó lại nhớ đến ba. Nó sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng tràn ngập tình thương và hạnh phúc. Nghe ba nó kể, nó là đứa con gái đầu lòng. Cái thời mà quê nó chưa phát triển, phương tiện đi lại còn hạn chế. Hồi đó nó mới được 3 tháng tuổi mà ba nó phải đi làm xa. Nhớ nó quá, ba nó liền đi bộ mấy ngày liền để về thăm nó. Sau 5 năm ba mẹ nó cưới nhau, rồi sinh ba chị em nó. Vậy là căn nhà mái ngói nhỏ bé ngày nào đã không còn đủ chỗ cho 5 người. Nó đành sang nhà ông bà nội ở. Cứ thế ngày tháng trôi qua, tuổi thơ của nó chủ yếu lớn lên bên ông bà nội, bên cô chú và bên các em, nên nó chẳng đặt nặng tình cảm vào ba. Mặt khác, nó cũng coi mọi thứ trong cuộc sống của nó là hiển nhiên, mà không hề hay biết nó được như vậy là do ba nó chật vật như thế nào để kiếm được đồng tiền nuôi nó ăn học, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cũng như tình cảm mà ba nó dành cho nó vậy. Đến hồi cuối năm cấp 2, nhà đã xây khang trang hơn, nó chuyển về nhà ở để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Đợt ấy, kết quả nó không cao như ý muốn. Dù mọi người khuyên nhủ, ba nó tìm mọi cách để nó vui trở lại, nhưng nó vẫn đắm chìm trong sự buồn bã mà không quan tâm đến ba nó xót nó như thế nào. Lúc ấy, cô nó mới lại gần và nói chuyện với nó, kể cho nó nghe về ba. Năm 12 tuổi, ba nó đi xác gạo cho người ta, không may bị động cơ máy làm đứt cánh tay phải. Thời ấy y học chưa phát triển nên ba nó không giữ được cánh tay ấy. Ba nó trở thành cậu bé 12 tuổi, phải học cách sống với một cánh tay. Đó là một sự tổn thất, một sự đả kích rất lớn đối với ba nó. Sau một năm, khi ba nó đã quen dần với hình dáng, với cách sinh hoạt, ba nó đi khắp các nơi để làm ăn. Việc gì ba nó cũng làm mà không ngại gian khổ. Có những khó khăn nào ba nó cũng tìm cách để vượt qua. Còn đối với nó, kỳ thi chuyển cấp này chỉ là một bước nhỏ trong cuộc đời của nó. Kết quả cũng không tồi tệ. Vẫn vào được lớp chọn, thì sao lại sa sút đến vậy? Nghe cô nó nói chuyện, nó mới bình tâm trở lại. Rồi nó nghĩ nó thật vô tâm, vì từ lúc nó sinh ra đến giờ, chẳng khi nào nó thắc mắc sao ba nó chỉ có một tay và ba nó đã phải trải qua những gì để có được gia đình ấm no như ngày hôm nay. Thời gian thấm thoát trôi qua, nó lên lớp 12. Đùng một cái, nó mắc bệnh rồi không đi học được và phải bảo lưu kết quả học tập. Ban ngày thì ba nó chạy đôn chạy đáo tìm thầy để chữa trị cho nó. Đêm đến thì những tiếng thở dài trong đêm khuya vang lên vì lo lắng cho con khiến ba nó mất ngủ. Hồi nhỏ, nó thích được ba nó đút cơm lắm. Khi ba đút nó ăn, ba cười, con cười. Nhưng lần này, cả hai ba con nó chẳng thể cười được nữa. Lòng nó như thắt lại, vì nó nằm đấy với đôi mắt vô thần. Tay chân chẳng cử động được, cùng với tiếng đài niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn ba nó một tay cầm thìa cháo nóng đưa lên miệng thổi, rồi cố đưa vào hai kẽ môi đút cho nó ăn. Vài ngày sau, ba nó đang quỳ trước bàn thờ Phật. Bỗng nó chạy ra nói, "Ba ơi, con nói được rồi." Ba nó đứng bật dậy,
Mạ phấn khởi rồi nói: "Cảm ơn trời Phật." Sau đó khoảng một năm, mẹ đưa hai chị em nó vào Sài Gòn học. Ba nó tuy chẳng nói nhiều, nhưng lại lo cho mấy mẹ con nó từng chút một. Từ hạt gạo, nước giặt đến gói bột ngọt, ba nó cũng gửi. Ấy vậy mà nó cũng chẳng gọi điện hỏi thăm ba nó được nhiều. Vì khi gọi về, nó không biết nói gì với ba, rồi nó còn phải mải mê với cuộc sống trong Sài Gòn. Mỗi năm, nó về thăm quê một lần vào dịp Tết. Tối đến 9 giờ nó chưa về là ba nó đã đi lại ngoài cổng để trông ngóng nó về. Vậy mà nó lại cảm thấy khó chịu vì điều ấy, vì nó cho rằng nó lớn rồi mà ba còn quản nó, không cho nó được tự do vui chơi cùng bạn bè. Sau bao nỗ lực, cuối cùng nó cũng tốt nghiệp đại học và học thêm văn bằng 2. Nó khiến ba nó tự hào lắm. Ngày tốt nghiệp, ba nó không vào dự lễ. Nó cũng có đôi chút hụt hẫng, giận hờn. Rồi mãi sau này, nó mới biết lý do vì ba nó sợ. Sợ làm nó thấy xấu hổ, vì ba nó là một người nông dân, là một người chỉ có một cánh tay. Cách cái khoảnh khắc tự hào của ba nó chẳng bao lâu, thì ba mẹ nó ly hôn. Từ sau ngày ấy, vẻ mặt ba nó trông càng khắc khổ hơn. Nhưng trước mặt tụi nó, ba nó lúc nào cũng rất mạnh mẽ, điềm tĩnh và vui vẻ. Nhưng nó biết, đó chỉ là ba nó đang cố tỏ ra là ổn, để tụi nó yên tâm học hành. Bởi vì chính bản thân nó đến bây giờ vẫn cảm thấy buồn, thấy tủi thân, vì nó nghĩ những đứa trẻ đã mất ba hoặc mất mẹ thì gọi là mồ côi. Vậy còn những đứa như nó thì nên gọi là gì? Đến cả một cái tên gọi cho những đứa như nó cũng không có nữa. Chính bản thân nó còn như vậy thì sao ba nó có thể vui vẻ được? Khi ấy, nó thấy cuộc sống này vô thường như lời Đức Phật từng dạy. Nó biết được những thứ mà ba nó và nó đang trải qua chẳng đâu ngoài hai chữ nhân quả. Nên dần nó phải chấp nhận, phải cố gắng vượt qua và coi đó là những bài học giúp nó rèn tâm trí của mình. Có những lúc nó suy sụp là hình ảnh của ba nó hiện lên trong đầu nó như một thước phim. Lúc trời nhá nhem tối, ba nó ngồi một mình dưới mái hiên ăn cơm, lấy mì tôm làm canh. Những lúc ba nó nấu ăn, một tay kẹp con dao vào nách, một tay cầm củ quả để cắt gọt, rồi những món ăn thơm nức mũi cũng được ra lò. Những lúc làm việc mà móng tay bị gãy, ba nó cũng kẹp con dao như vậy để xử lý. Bởi ba nó ở nhà có một mình, làm việc nặng bằng một tay trong thời gian dài cũng khiến cánh tay của ba nó đau nhức. Nhưng ba nó cũng chẳng một tiếng than. Hay đắng lòng hơn là dưới trời nắng như đổ lửa của mùa hè miền Bắc, ba nó đội chiếc nón lá đã sậm màu bởi mưa nắng, đeo thêm một đống dụng cụ lỉnh kỉnh trên vai để ra đồng kiếm từng bát cơm, đồng tiền cho chị em nó ăn học. Một tay ba nó có thể làm nên tất cả, để chị em nó học hành đàng hoàng nên người, học được cách đối nhân xử thế, biết hiếu thảo với mọi người. Chỉ cần chị em nó đủ đầy, vừa có đức, vừa có trí là ba nó vui rồi. Mỗi khi thước phim ấy xuất hiện cùng với khuôn mặt hốc hác, tóc đã điểm hai màu, nó chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy ba nó, hôn lên đôi má gầy, đôi mắt trũng sâu đã điểm nếp nhăn rồi nói: "Ba, con thương ba nhiều lắm." Nhưng tất cả chỉ là ước muốn của nó mà thôi, vì nó không đủ can đảm để nói cũng như để làm. Và có lẽ vì chính ba nó cũng không quen với điều ấy. Bởi trước mặt tụi nó, ba nó là người mạnh mẽ, là tấm gương của tụi nó. Gia đình nó theo Phật đã từ lâu, nhưng đây là chương trình đầu tiên nó tham gia viết trong mùa Vu Lan. Bởi vì nó muốn thông qua chương trình để nhắn nhủ với ba nó rằng nó yêu ba nó nhiều lắm. Mọi chuyện có xảy ra như thế nào thì đó cũng là do nhân quả tạo thành. Nó luôn ở bên ba và là chỗ dựa cho các em, cho ba của nó. Nó mong ba luôn tin vào luật nhân quả và nương nhờ làm theo chánh pháp của Phật.
dù ba nó có một tay, nhưng nó luôn tự hào về ba và nó muốn nói cho cả thế giới này biết rằng nó có một người ba vĩ đại và tuyệt vời như thế nào. Ba là tài sản vô giá, là mặt trời của nó.